mọi quả đều có nhân, mà quả của mình thì chắc chắn là có nhân do mình gieo. Vậy việc mình cần làm là mình phải hái cái quả này xuống và mình biết ơn nó, mình trân trọng nó vì nó đã đến, chứ không thể nói quả chua quá nha, tôi không thèm ăn, tôi đi sang tôi ăn quả nhà hàng xóm này, hàng xóm mới ngon kìa, nhà tôi không ngon. Mình thử mà xem, có những người như thế đấy, quả nhà mình chê chua không ăn, đi sang ăn quả nhà hàng xóm, nghĩ quả hàng xóm ngọt hơn đấy, và xong đó đi gây nghiệp gì tiếp không biết luôn. Có không các bạn? Có. Vậy chúng ta biết quả này của mình muốn xử lý nó, mình phải hái nó xuống, mình biết ơn nó, mình rút ra bài học từ nó, mình vẫn phải yêu thương nó đi. Có nghĩa mình vẫn phải ăn nó đấy, mặc dù nó chua, nhưng mà mình ăn nó chua rồi để mình biết chuyển hóa, để mùa sau tốt lên. Thế là có những cách nào để mình có quả ngọt? Cách 1, chặt phăng cái cây này đi, gieo lại cây mới. Nhưng phải rút bài học từ cây cũ thì mới gieo lại cây mới tốt được. Nhưng chặt đi, gieo lại cây mới tốn nhiều thời gian không? Tốn nhiều tiền bạc không? Có. Giống như là nhà cũ đập đi xây mới tốn nhiều thời gian và tiền bạc kinh khủng. Nên trước khi làm thế, chúng ta thử cải tạo nó xem. Chúng ta cải tạo, chúng ta đưa thêm tinh chất vào đây này. Khi quả chua, bác nông dân sẽ đi bón cây, sẽ đi tưới tẩm đạm phân kali các thứ, bón vào gốc này, tưới nước, chăm sóc, tỉa cành đầy đủ, đúng không? Sau đó bác nông dân làm gì? Kiên trì làm việc đó cho đến mùa sau. Đến mùa sau cái quả chưa chắc nó đã ngọt ngay như ý bác nông dân muốn, nó chỉ bớt chua đi một tí thôi. Nhưng bác nông dân biết rằng bớt chua đi là đang có chiều hướng tốt lên, và bác nông dân lại tiếp tục làm việc như mùa trước, lại đợi đến mùa sau, và có khi đến 5 mùa như thế mới có trái ngọt. Nhưng bác nông dân vẫn rất kiên trì làm việc đó. Vậy thì mình cũng cần phải như thế. Mình thử cải tạo xem. Cây mối quan hệ của mình đang trục trặc, mình phải đưa vào đây yêu thương, biết ơn, trân trọng, ngưỡng mộ. Chúng ta nghe bài tình khúc phu thê lúc nãy không? Chồng đã hứa rằng cả đời không đổi thay, vợ đã hứa rằng làm vợ hiền lương, yêu thương, tôn trọng chồng. Trời ơi, chúng ta ký vào cái tờ giấy kết hôn là chúng ta ngầm hứa cái điều đó rồi đó. Chúng ta đeo nhẫn cho nhau là chúng ta ngầm hứa cái điều đó rồi đó. Đến ngày người đó phản bội mình có tin rằng mình cũng đã phản bội người đó không? Phản bội là sự không giữ được cam kết, mình cũng từng không giữ được cam kết của mình không? Yêu thương, tôn trọng nhau. Thế là mình phải tưới tẩm nó vào đây, và mình cứ như thế, mình đợi cho đến mùa sau. Và nhưng nếu chúng ta đợi rất nhiều mùa, chúng ta biết là cái cách của chúng ta đã đúng, vì chúng ta thấy bình an từ bên trong. Nhưng chúng ta thấy là cái cây này nó không thể cho ra quả mà mình muốn. Ví dụ mình đã tưới tẩm chăm sóc rồi, nó vẫn không thể ngọt được, thì mình phải quay lại mình xem, tôi có đã chọn sai hạt giống ngay từ lúc ban đầu hay không? Nhưng bạn chỉ biết được bạn có chọn đúng hay không khi bạn đã yêu một cách đúng, khi bạn đã chăm cho cái cây đó đúng. Còn khi mình chưa yêu một cách đúng, mình chưa kiên trì đến tận cùng sau vài mùa, mình sẽ không bao giờ biết được mình đã chọn đúng hay không. Mà đa phần là chúng ta chọn đúng đó. Tại vì thời buổi này không ai bắt ai lấy ai được. Đa phần là chúng ta đến với nhau về tình yêu. Có một số ít hơn là chúng ta đến với nhau bằng sự vô minh. Sự vô minh có thể là mình già rồi mà bố mẹ mình bắt mình phải lấy chồng nên mình vơ bừa một ông. Thế là mình đến với nhau mà mình chưa tìm hiểu kỹ, không có tình yêu. Hoặc có những người đến với nhau bằng sự vô minh là gì? À, anh hứa rằng bây giờ anh hơi lăng nhăng một tí thôi, nhưng lấy em là anh hết à. Nhưng mà về vẫn y chang, thậm chí còn tệ hơn. Còn mình thì ảo tưởng sức mạnh bản thân và tin vào lời người ta nói. Mình biết người ta lăng nhăng ngay từ đầu, nhưng mà mình vẫn chấp nhận vì mình nghĩ anh ấy nói rằng anh ấy sẽ thay đổi. Trời ơi, lỗi không phải tại anh ấy mà lỗi tại mình vô minh. Mà nói vô minh là từ nói cho nó sang chảnh đó. Nói cái từ mà dân dã thì là cái từ này. Ồ,
Nói từ dân dã là từ này. Các bạn biết từ gì không? Đâu? NGU. Các bạn thích dùng từ sang chảnh hay dân dã? Là chúng ta mắc cái nghiệp này. Vậy vạn sự đều tại mình, không phải tiên trách kỷ hậu trách nhân đâu. Câu đấy sửa lại, tiên trách kỷ hậu trách kỷ. Tại vì khi chúng ta tự nhận trách nhiệm, chúng ta mới chữa lành được. Khi chúng ta tự nhận trách nhiệm, chúng ta sẽ lấy về quyền năng để mình xoay chuyển vấn đề của mình. Khi chúng ta tự nhận trách nhiệm, chúng ta sẽ lấy về lại được cái sức mạnh của mình. Và chúng ta biết rằng mình là nguyên nhân, là vấn đề, nhưng cũng là giải pháp cho mọi điều mà mình có trong cuộc đời này. Tất cả bắt đầu từ mình. Và khi chúng ta tự chịu trách nhiệm là chúng ta không đóng vai nạn nhân nữa. Còn bình thường là mình thích đóng vai nạn nhân. Các bạn có biết là gần đây mấy năm nay tụi An rút ra một bài học. Tụi An đi thăm người già ấy, hoặc người bệnh á, tụi An không bao giờ hỏi cái câu là bác có khỏe không, cô có khỏe không. Tại vì họ sẽ luôn luôn nói yếu lắm, mệt lắm rồi, vừa mới đau hôm qua rồi, uống thuốc mãi không khỏi. Có phải không, có phải không? Tại vì con người thường thích đóng vai nạn nhân. Tại sao? Đóng vai nạn nhân họ được nuôi dưỡng bản ngã. Khi đóng vai khổ họ được người khác quan tâm, yêu thương, hỏi han, chăm sóc. Thế là vô tình bản ngã của họ được nuôi dưỡng. Nghe lạ nhỉ, khổ lại nuôi dưỡng bản ngã. Nhưng ngẫm mà xem, khổ nuôi dưỡng bản ngã đấy. Thế nên con người thường kêu khổ nhiều hơn là kêu sướng. Còn đâu nếu kêu, ồ tôi đang hạnh phúc đây, thì lại thấy, ồ không có ai quan tâm mình, không có ai hỏi han đến mình, thế nên thôi, kêu khổ. Hoặc là giống như việc là có tiền với không có tiền ấy. Thôi, tốt nhất là cứ kêu là tôi không có tiền đi. Tại vì tôi lỡ mà tôi kêu có tiền rồi nó lại vay mượn tiền tôi sao? Nên là mụ không có tiền, không có tiền, không có tiền. Làm gì có tiền? Kiểu như vậy. Nên là chúng ta rút ra bài học này và chúng ta biết rằng mình cần phải yêu thương và biết ơn thật sự từ bên trong. Mình phải tưới tẩm cái yêu thương và biết ơn đó ở đây và mình tự soi lỗi chính mình. Thì chúng ta mới rút ra được bài học. Trước khi chúng ta nói điều này về đối phương, chúng ta phải hỏi đối phương xem họ có muốn nghe hay không đã. Hỏi đối phương, anh hoặc em, anh có thể dành cho em 10 phút được không? Và nếu họ nói anh không muốn thì chúng ta đừng nói, tại vì họ không muốn. Và nếu họ bảo là không muốn thì mình nói có thể anh không dành cho em được 10 phút nói chuyện trực tiếp, vậy thì cho phép em nhắn tin cho anh được không? Nhưng nếu chúng ta nói bằng thái độ rất chân thành thì chắc chắn họ sẽ say ok đấy. Họ được, em thích làm gì thì làm. Thế là mình ghi nhận là ok rồi, còn gì nữa? Còn muốn gì nữa? Còn muốn phải bảo ừ anh đây, anh lắng nghe em đây. Ôi trời ơi, nó không có cái chuyện đó đâu. Có phải như vậy không? Thế xong đó thì chúng ta xin được người ta 10 phút rồi. Hoặc kể cả không xin được thì chúng ta nhắn tin cũng được. Và chúng ta nhớ nguyên tắc vô điều kiện và không kỳ vọng. Và sau đó chúng ta nói, em biết rằng đã lâu lắm rồi em không nói với anh điều này, nhưng em thực sự rất biết ơn anh. Có thể anh sẽ không tin bởi vì em chẳng bao giờ nói thế, nhưng thực sự em rất biết ơn anh. Nếu như không có anh, em đã không hiểu như thế nào là yêu. Nếu như không có anh, em đã không thể có những đứa con xinh đẹp đến thế. Nếu như không có anh, em đã không biết hơi ấm của gia đình là gì. Em thực sự vô cùng biết ơn anh. Và em cũng trân trọng tất cả những việc mà anh đã làm cho em và gia đình mình. Em rất yêu anh. Em rất thương anh. Và em biết rằng mối quan hệ của chúng ta đến bước đường này không phải hoàn toàn là do anh, mà có phần lớn là do chính em. Bởi vì trong thời gian qua em đã quá bận bịu với những mối quan hệ khác mà em không chăm sóc được mối quan hệ của em với anh. Em đã quên mất cái việc phải tưới tẩm mối quan hệ của em với anh mỗi ngày. Trong thời gian qua
em đã không còn lắng nghe được anh nữa. Bởi vì đến chính em còn không lắng nghe được chính mình thì làm sao em có thể lắng nghe được anh. Trong thời gian qua, em chỉ hành xử theo những cái em thích làm và muốn làm thôi. Mà điều đó chưa chắc đã là cái điều mà anh cần em làm. Em nghĩ rằng em hy sinh cho gia đình này. Em đi làm, em nấu cơm, em dọn nhà, em rửa bát, em làm mọi thứ. Em nghĩ rằng em đã hy sinh nó, nhưng em làm tất cả với một thái độ rất khó chịu và ấm ức và mệt mỏi nữa. Mà em không biết được rằng anh cần nhiều hơn sự bình an ở em, và các con cũng cần nhiều hơn sự bình an ở em. Em chỉ hành xử theo thói quen mà em lại cứ nghĩ rằng đó là hy sinh. Và khi em chọn cái điều đó, em lại kỳ vọng quá nhiều rằng anh cũng phải đáp ứng những mong cầu của em. Khi chúng ta mất kết nối với một ai đó, thì sợi dây kết nối đầu tiên mà chúng ta cần lấy lại, đó là sợi dây kết nối với chính ta. Vì chỉ khi chúng ta kết nối được với chính mình một cách sâu sắc, thì chúng ta mới có thể kết nối được với những mối quan hệ khác sâu sắc. Và đó cũng là cái điều mà khi Tuệ An viết bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, 90 ngày thực hành biết ơn, 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện và 90 ngày làm chủ cảm xúc. Cái điều đầu tiên chúng ta rèn luyện là quay trở lại với mình, tha thứ cho chính mình, biết ơn chính mình, yêu thương chính mình vô điều kiện. Và sau đó chúng ta sẽ có thể dùng cái thứ tình cảm tuyệt vời đã được đong đầy ở bên trong chính mình đó trao tặng cho những người khác mà không mong cầu gì cả. Và kể cả họ có đón nhận hay không đón nhận, thậm chí là họ bắn cả mũi tên tiêu cực về phía mình, thì mình vẫn có được sự cân bằng bên trong mình để mà đối chọi lại với những cái điều tiêu cực đó. Hãy cùng với Tuệ An rèn luyện mỗi ngày tình yêu thương này, lòng biết ơn này và làm chủ cảm xúc của mình thông qua bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc nhé. Nếu như các bạn muốn đặt bộ sách, các bạn có thể để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phía mô tả để có thêm thông tin và đăng ký nhé. Và Tuệ An thực sự rất khao khát và vui mừng nếu như được đồng hành cùng với bạn trong quá trình bạn luyện tập bộ sách này.